Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Nhiều. Trời em hậu đài mà anh lăn xê như ca sĩ vậy trời. Vô nghỉ ngơi đi em, gan dọn cảnh rồi ra mừng tiếp anh. Trời ơi, thơm tụ quá, ngon lành. Hậu đài mà anh lăn xê em quá. Cảm ơn anh nhiều nha. Mọi chuyện đi em lo cho. Ôi, ca sĩ. Alo. Dạ. Em Hứa Minh Dọn. Hậu đài kim thiết kế sân khấu anh. Dạ tối nay anh ca sĩ hát bài Bụi Phấn đúng không? Em biết bài đó, Bụi Phấn Bye Bye. Khi thầy biết bạn Bụi Phấn Bye Bye đúng không? Em thiết kế cho anh đó là bây giờ là có cái bục giảng ở đây. Rồi ở đây là mấy cái bàn học sinh. Rồi anh đứng trên đó anh hát. Ấn tượng không anh? Ý tưởng cũ quá hả? Chứ anh muốn hát bài đó sao? Lại về em lấy phấn em chà ra thành bụi khoảng 20kg. Rồi em đứng trong cánh gà, lúc mà anh hát bài đó là em thổi bụi phấn bay ra vô mặt, vô mình, vô mẩy anh hả? Rồi sáng tạo với anh. Em sợ bay không khán giả sao? Vậy mới ấn tượng đúng không? Rồi để em hỏi ông bầu coi sao. Trời ơi trời, ca sĩ đòi hỏi cao quá vậy. Khỏi bụi này chắc chết quá. Alo. Ông bầu hả? Dạ tối nay ca sĩ hát bài Bụi Phấn á, ảnh yêu cầu là đứng trong cánh gà thổi bụi phấn 20kg bụi phấn ra cho anh đứng ra hát bài đó. Mệt hả? Sao? Vậy em lấy 20kg phấn đó chọi thẳng vô mặt ổng ấn tượng hơn hả? Chọi hết 20kg vô mặt vô mày vô ổng luôn hả? Rồi rồi, để em biết em làm. Trời ơi, cái này ông bầu ổng xúi tôi đó nha. Tối nay có gì không biết đâu. Trời ơi, làm cái nghề hậu đài khổ dễ sợ. Đủ cái chuyện trên đời. Khổ năm gì mà người. Khổ. Cái gì? Quá khổ. Ai nữa? Ai khổ? Quá khổ. Ai khổ? Quá khổ, từ khổ. Tỉnh anh. Không khổ quá khổ. Phải bình tĩnh lại, cái gì khổ? Tôi quá khổ, tại sao không ai hiểu tôi trơn vậy? Hả? Không, anh bình tĩnh lại nói em nghe đi, em hiểu. Khổ vụ gì? Xe vé khổ. Xe vé mà, nghề tôi nghề xe vé mà. Trời ơi, xé vé gì đâu khổ. Khổ chứ. Làm gì khổ, trời anh là tên hoài xé. Gặp anh là xé hoài, vậy anh làm nghề xé vé là đúng rồi. Nhờ tôi xé nhiều mấy người mới có cơm sống á nha. Nào, sao anh? Bữa nay mới khổ nè. Vụ gì khổ anh phải kể em biết. Tôi xé suất 1 xong xuôi rồi, tự nhiên tôi thấy khán giả hăng quá, tôi xé luôn suất 2 giờ không biết sao luôn nè. Bây giờ không biết ai vé suất 1, ai vé suất 2, khổ quá khổ à. Ai biết anh sung quá chi, thấy nào bị ông bầu chửi cho làm sao. Bởi sung rồi vừa thôi chứ chả thiệt khổ anh làm gì. Trời khổ ơi, lâu lâu mới tăng cường danh ca, mới có khách đông, mới tranh thủ xé. Anh xé được vậy xé tét tay luôn còn mừng, chứ mà không có gì để xé mới đầu mới mệt đó thiệt. Anh hoài xé. Ông làm gì khổ? Em khổ nè, anh là anh khổ mấy chuyện xé vé thôi. Em ở trong hậu đài mới là khổ nè, đủ thứ chuyện phải đối đủ thứ chỗ độ em luôn. Làm gì đủ thứ đâu? Ca sĩ muốn mà bầu muốn rồi tùm lum tà la. Em nói anh kể mới bữa hổm đây nè. Cái cặp ca sĩ ra hát trích đoạn Lương Sơn Bá Chúc Quanh Đài. Đó, yêu cầu em là bà hát Chúc Quanh Đài á, yêu cầu em á là bà đi ra sân khấu á là bà mặc nguyên cái sa rê. Trời. Đó, xong rồi bà đeo cái đài radio nhỏ xíu vậy nè. Đó cho bà bước ra hát xong ta biết là bà là Chúc Anh Đài. Cái đài chút xíu gọi là Chúc Anh Đài à. Ai biết bà kêu vậy á, phải sáng tạo về khán giả mới thích. Ca sĩ nào tào lao. Em biết sao chiều luôn, còn ông Lương Sơn Bá mới mệt đó nha. Sao? Ông Lương Sơn Bá ông kêu là ông thiết kế giống nguyên cái núi bự chành mành vậy nè. Rồi dưới đây là sông. Rồi ổng từ trên núi ổng đeo con lương ổng đi xuống ổng hát. Là cho ta biết Lương Sơn Bá. Ê, cuối cùng mày có làm không? Vẫn làm. Trời ơi khổ quá trời. Trời ơi dễ ợt. Bây giờ Lương Sơn Bá là ra chưa xưng tên là người ta biết Lương Sơn Bá rồi. Còn nếu muốn đâu có cần phải dựng cái núi lên là cái chữ Sơn. Dạ à, sao? Bây giờ đó mai mốt ổng có yêu cầu như vậy à, mày cầm một cái bao thơ lương lên. Rồi. Bao thơ mà lãnh lương đó nha. Rồi. Mày cầm cái thùng sơn mày tạt thẳng vô nó. Xong bắt đầu mày đưa cái bao thơ lương cho nó, mày đạp xuống sông cho Hà Bá ăn nó luôn. Đó, Lương Sơn Bá đó. Anh xúi em giỡn ngoài tao chết em luôn á. Bây giờ thiệt, bây giờ em không biết sao mà nói chuyện với ông tùm lum tà la chuyện. Khổ lắm anh ơi. Ôi, nói nghề của mày khổ sao bằng nghề anh. Anh xé vé không cái gì đâu khổ. Mày, nhiều cái trường hợp kinh khủng lắm. Sao mà xé vé? Tao phải giải quyết, anh phải giải quyết em biết đâu. Sao? Đây nè, trường hợp này, có hai ông bà cụ già. À, đi coi
mua hai cái vé ngồi hàng VIP đàng hoàng. Ừ, xong chưa hỏi con cái này là coi nguyên chương trình luôn đúng không? Ừ. À, đó dạ coi nguyên chương trình luôn. Dạ hai cụ mời hai cụ vô, hai ông bà vô. Đơn giản quá có gì đâu khổ. Xuất hai vô nữa. Xuất hai cầm hai cái đó vô nữa. Rồi sao? Nói dạ cái này xuất một, xuất hai là nếu mà có vô thì phải mua hai vé mới. Cái nói không, cái này là tôi hồi nãy là bác có hỏi rồi, cái này là coi nguyên chương trình đúng không? Thì coi nửa chương trình là bà mệt, vợ tao mệt, tao đi ra. Rồi bây giờ nửa chương trình rồi tao mới vô lại nè. Để coi cho đủ đó. Khổ không? Có những trường hợp bây giờ không? Các cụ lớn rồi mình phải đưa vô chứ không lẽ giờ mình đuổi cụ ra đâu có được, mất làm vậy là hổn. Thì bởi vậy cũng khó mà tại mấy cụ cũng thông cảm. Ghê cái này mới ghê. Sao? Đang xé vé thấy hai người xăm hình rồi này nọ vô. Cái này căng à. Ê ban vé coi. Rồi. Đưa vé. Hai đứa đây vô. Hai đứa đây vô. Rồi anh xét vé sao? Xong nói anh ơi, hai người là phải hai vé. Đứa có một vé mà hai người. Hai người. Xong nói bây giờ tao thích vô một vé được không? Trời ơi. Anh ơi anh thông cảm đi. Xăm chỗ ghê lắm, người tập tạ đô lắm. Ê, anh ơi thông cảm này tại vì em chỉ làm công ăn lương thôi. Nói bây giờ mày giải quyết làm sao? Bây giờ tao muốn vô hai người mà một vé thôi. Nói anh ơi anh phải cho em biết cái lý do cho tội nghiệp em. Nói đúng bây rồi. Bây giờ tao một đứa mù một đứa điếc. Vô thì một đứa nhìn thấy và một đứa nghe được. Hai người cộng lại thành một vé thôi chứ. Quá đau khổ. Ôi, 1001 chuyện. Quá đau khổ. À cái vụ đó, bữa hở mày biết xong hai ổng vô á là em đứng trong đây em nghe sầm vậy dưới. Vô hai người giành ghế nhau quýnh lộn. Ờ, em nghe quýnh lộn quá trời. Người ta khán giả gần đó ta đứng vậy ta can. Mà anh bữa đó anh bậy. Tự nhiên người ta can để cho ta can đi. Em kêu bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Anh không cho người ta can là sao? Để người ta can đi tiếng kia. Tao đâu phải là không cho can. Trời ơi, anh kêu bình tĩnh thôi. Tao kêu bình tĩnh thôi là hai người đó là một ông tên Bình, một ông tên Tĩnh. Tao mới kêu bình tĩnh thôi đi. Bình tĩnh thôi đi. Mấy người tưởng tao bị kêu bình tĩnh, đứng ở ngoài hết, không ai can. Thấy tao sướng à. Cái này còn chưa kể mày nghe. Có một cái cặp yêu nhau 5 năm. Xong mua hai cái vé. Mua hai cái vé hỏi cái vé này có kèm trẻ em không? Nói dạ vé này thì không cần kèm trẻ em, nhưng mà nói là tại tụi anh cũng kẹt có mấy đứa nhỏ đó cho nên là có thể đi được không? Yêu nhau mà yêu nhau 5 năm. Ok vậy. Nói dạ cũng được, nhưng mà anh thông cảm là chỉ có trẻ em mà dưới 1 mét á thì cho vô không có cần vé. Vậy thì chuyện nó quá đơn giản thôi, gì đâu. Vô đưa hai vé xong thì vừa xét cái rẹ thấy 30 đứa con nít. Cái gì dữ vậy? Bà làm cô nuôi dạy trẻ mà. Trời ơi, đứa luôn, ta vô ta xếp ghế cho ngồi ta điên luôn mà. Bữa đó ta hốt tiền nên ta bù nguyên tháng lương luôn á. Trời ơi, chua dữ vậy trời. Chua cay lắm, đâu phải đâu. Thì bởi vậy trong cái đoàn hát này trời ơi trời. Ai mỗi tình mỗi cảnh ai cũng khổ hết mà. Đủ thứ chuyện hết, kể cả ngày không hết luôn á thiệt. Thiệt, cái đoàn hát mình là kể cả một ngày đủ chuyện không kể, kể hoài không bao giờ hết. Cái gì vậy? Bây giờ này còn khá tập tành cái gì nữa vậy trời ơi. Có chuyện gì nữa vậy trời? Gần tới trời diễn à. Wow. Một tình yêu giống như cơn mê. Yêu làm chi trước khi mê chê. Yêu người nên khổ thân cho ta. Tới yêu mà ra trăm lần yêu chẳng cho ta vui. Đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Thôi! Thôi, thôi. Gì vậy? Tình yêu sợ thì đừng có hát. Tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Khổ quá tao mới hát bài này chứ bộ. Nãy mới mở lên tưởng đâu ai, thì ra là ca sĩ Chí Mày Phủ. Ủa? Anh cũng biết anh Chí Mày Phủ luôn hả? Biết sao biết. Ôi, anh, em giới thiệu cho anh Chí Mày Phủ, ca sĩ lát hát lót của đoàn mình. Ê, em tưởng đâu trong đoàn của mình em biết anh chứ ai ngờ anh biết nữa. Em đừng bao giờ kêu là ca sĩ hát lót. Ca sĩ hát lót sẽ... Những người ca sĩ chưa nổi tiếng người ta đều là kêu ca sĩ trẻ. Hiểu chưa? Trời không ai ca sĩ trẻ mặt hát như anh luôn á. Xin lỗi em nè. Những ca sĩ nổi tiếng có thể có tên nhưng chưa chắc tuổi bằng anh. Ôi
ơi, tự tin ghê. Anh ơi, nhưng mà anh phải nhớ ngược lại là ca sĩ người ta cần tên, không có cần cái tuổi. Anh tỉnh lại giùm được không? Đúng, anh Chí mè phủ hôm nay bận bộ đồ ghê thiệt chứ. Ờ, bận bộ đồ. Đáng lý ra anh mặc màu đen không là đúng luôn á. Là sao? Chí mè phủ là chè mè đen mà. À, anh bỏ cái này vô là xương sao hụt lụ rồi. Anh ơi, anh Chí mè phủ. Ê, nói giỡn. Anh ca sĩ hát lót thì hát lót chứ gì đâu. Hát lót thì nói hát. Em đừng có nói anh như vậy. Tùy chỗ thôi. Về quận 5 đi rồi thấy nha. Người ta quảng cáo tên anh không. Cái gì ghê vậy? Có. Đó hôm đoàn mình hát ở Rạp Hào Quê ở quận 5. Ừ. Có cái ông đó đứng toàn quảng cáo tên Chí mè phủ không? Có quảng cáo riêng hả? Ờ. Thôi. Có. Ủa anh không biết hả? À? Không biết, đâu có biết. Vậy là chắc ông bầu mời rồi. Ông đứng à, ông chưa? Chí mè phủ. Chí mè phủ. Trời, quảng cáo dữ ta. Chí mè phủ. Ông kêu 4-5 lần vậy bắt đầu. Thấy bắt đầu có người xếp hàng, vô quá trời luôn. Ý chưa? Xếp hàng mua vé đúng không? Em không biết, em tò mò em đi lên cái em thấy người ta cầm cái chén lên húp cái rột cái đi ra. Húp cái rột cái đi ra. Ủa là cái gì anh? Ông bán chè mè đen đó. Bởi vậy anh là bởi vậy em nghĩ anh làm chiêu này nổi tiếng đi, mốt anh hát á anh bỏ 10 vé ông, anh kêu mấy ông mà bán chè vừa vô coi vừa bán chè luôn, người ta tưởng là fan anh á. Ờ đúng rồi. Chi mè phú, chi mè phú, chi mè. Thì giờ anh hát lót, chịu hát lót đi anh ơi. Nè, tao cấm mày nói chưa hát lót hay chưa? Yêu cầu đừng nói hát lót, ok? Ờ, ca sĩ trẻ. Ca sĩ trẻ. Ok rồi, anh không thích hát lót đúng không? Ờ. Em kêu cái từ khác nó sang hơn, tiếng nước ngoài luôn. Được. Underwear single. Con giả mày sang... nha mày. Sang quá, sang quá vậy nữa. Ê, có mình chỉ lót mày đưa luôn cái quần à. Giờ liên tục chương trình, mời các bạn hãy tới với... Underwear đấy. Single Chí mè phủ. Thôi không có giỡn nữa nè. Bữa nay chương trình live show Thanh Tuyền nè. Đúng rồi. Ờ à, được không? Hạnh mời hát cái giờ vàng. Gì? Trời anh lên vậy luôn hả? Sao? Anh được hát luôn hả? Ờ. Huy. Ghê chạy. Vậy là hát giờ vàng là anh hát cái mở màn tưng bừng đúng không? Ai hát mở màn mày? Vậy là hát ao chương trình thật là đông vui nhộn. Ai hát ao? Vậy là giữa chương trình đúng rồi, đỉnh hoành tráng nhất. Tầm thường. Chứ hát ở đây khúc nào? Lúc Thanh Tuyền thay đồ tao hát. Đỉnh. Rồi, đúng nè. Rồi, đỉnh rồi. Ok, ok. Bữa nay tao hát một bài. Dạ. Ru Lan Chức Nữ. Nghe chưa? Mày là thiết kế đúng không? Rồi rồi, em qua em giúp anh. Mày gì? Do mày thiết kế cho anh một cái cầu ô thước. Cầu ô thước. Cầu ô thước đó. Là cầu ô thước đó là bắt từ bên này qua bên kia sân khấu. Nghe chưa? À. Đó là trong cái tích đó là có cái cầu ô thước. Cầu ô thước là. Ừ. Nhờ ô thước bắt cầu. Đó, 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 đó. Nữ. Rồi, à. Cầu bắt từ đây qua đây luôn hả? Đúng. Rồi sao đó, nữa? Đó. Ô thước nhưng mà phải làm bằng những con quạ bằng đen. Đúng rồi. Cái ngày đúng rồi, đúng rồi. Tức là cái tháng 7 Mương Âu á là ông trời bắt cái cầu ô thước. Đúng rồi. Cho nữ gặp nhau á. Rồi bắt mấy những con quạ màu đen nó buộc vô cái thành cầu. Anh cho nó vỗ cánh bẹt 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 rồi. Anh khó lắm anh. Trời bây giờ là người ta bán là người ta bán chim sẻ hay gì, trời quạ là phải đi bắt, mà bắt làm sao mà bắt buộc vô nguyên cái cầu từ đây qua đây. Anh đứng anh làm vậy là khó cho nó rồi đó, thiết kế mà bằng quạ sống là chết rồi. À, thôi được rồi, nếu mày làm không cầu ô thước không được thì bây giờ mày làm cầu ok đi. Ok là sao? Cầu ok là ảnh đi trên cầu là ảnh cảm thấy không có bị rớt xuống là ok rồi đó. Tầm ờ, bảy ok. Tầm bảy ô là đen, kê là gà, thế gà bằng thế con quạ bằng gà, mà phải mua gà đen nha. Cho gà đen mới ra. Khó em nữa rồi, gà ơi, gà đỏ gà hả? Vàng rồi dễ mua chứ gà đen khó em không à. Thiệt bây giờ phải xịt màu với con gà, trời ơi tốn tiền kinh phí rồi tùm lum ta la. Bây giờ về đi tao chỉ cho, anh muốn gà đen thì mày mua gà đen, mà bây giờ mày chạy tới chợ Bà Chiểu mày mua 100 con gà ác về mày kêu dòng họ mày nhổ lông nó hết đi là đen thui, cái mình nó đen thui à. Vẫn để y cánh vậy nó vẫn đập mình được. Thiệt. Là nguyên cầu bắt ngang qua một đống con gà quả thân. Vậy nè. Chơi luôn, được em đầu tư chơi luôn. Được không? Mà anh hát cái bài này với ai vậy? Anh hát cái bài này phải song ca. Hát chung với bà dì Năm nấu bếp á. Tao tập rồi hay lắm mày. Ê vậy hát được á. Hát sao? Hát chung xong rồi dì Năm vô nấu bếp là mày thiết kế cái cầu đó xong là bà Năm lấy 100 con gà ác đó là tìm thuốc bắc cho mình ăn luôn.
Không biết nha nè. Được không? Để em gọi hỏi ông bầu mới biết được. Chứ giờ ý anh vậy đúng không? Anh chơi nhiều cái ngặt quá anh. Ngặt khó em thiệt chứ. Quá ngặt. Alo. Ông bầu hả? Dạ, tối nay anh Chí Bè Phủ muốn hát bài Ngưu Lan Chức Nữ, muốn có một cái cầu bắt ngang ngôi sân khấu. Mà hát xong ca với lại dì Năm bán nấu bếp mình đó anh. Hoành tráng lắm nghe nói. Ok. Ok luôn. Ok. Bầu ok luôn. Ok rồi rồi rồi. Yeah. Trời ơi. Ông chịu rồi phải không? Ok anh. Ông nói sao? Ông nói là anh chọn đường này là sáng. Đúng. Được, ngon. Đúng. Thiệt tươi sáng tương lai anh hơn. Là bây giờ á, ông kêu á anh là ngày mai khỏi hát nữa xuống làm bếp gì Năm luôn đi. À. Từ sáng quá trời giờ khỏi hát nữa xuống làm bếp nữa hơn. Thôi. Hát không may quá. Để tôi vô tôi trong tôi chờ ca sĩ mà không tới rồi tôi hát tôi hát. Chịu số phận gì đi. Nhưng mà em nói anh nghe nè. Anh hát cũng được mà. Hay. Ừ. Hay là gì? Sao? Bữa nay ta làm một tiết mục lạ đi. Lạ là gì nữa ông em bầu không chịu thì tao tự đầu tư. Anh đầu tư gì? Bây giờ hai đứa bay hỗ trợ giùm tao. Hỗ trợ gì? Hai đứa bay minh họa cho tao hát một bài. Rất là lạ. Minh họa hả? Tự nhiên em ở đây còn làm. Ê, đừng có lo, có bồi dưỡng hết. Mỗi đứa $3. Ok. Sao anh? Nhiều lắm rồi. $3 5 phút, 1 tiếng đồng hồ làm có 10 đồng. Bây giờ sao? Bây giờ mình làm có 5 phút là có 3 đồng. Trời chơi chơi anh được tụi em giỏi hơn ra bây giờ chỉ diễn theo anh thôi gì anh diễn hát bài nào là bài diễn theo bài đấy gì rồi quả gì chơi đi chơi chơi anh sẽ hát bài tháng 6 trời mưa rồi vô tháng 6 trời mưa không dứt trời không mưa anh cũng lạy trời mưa lại trời mưa lớn lên đi con lại trời anh cũng khô mưa luôn rồi mới điên hả tao hát tháng 6 trời mưa một thằng phun khí thế còn thằng tụng kinh trù ai chết vậy anh kêu là lại trời mưa diễn vậy sát bài quá rồi còn gì nữa thôi thôi muốn mình diễn minh họa minh họa là vậy đúng không anh không muốn mưa minh họa là phải vậy chứ sao trời tao thấy minh họa không được rồi đó chứ giờ anh muốn sao bây giờ tao bay thành vũ đạo không trời ơi thà nói vũ đạo đi vũ đạo đi vũ đạo trời coi không biết mấy được rồi nhảy đi tụi em là toàn những người yêu nghề nhưng mà vô đây á là tại vì chưa có cơ hội lên hát cho nên là mới đi sót vé mới đi làm thiết kế thôi rồi ta hát bài Love Potion Number 9 chỉ riêng mình ta chỉ riêng mình ta vô. Ok được nhảy đúng không nhảy đàng hoàng, hoàng nha mình vô đàng hoàng nha vô đội hình anh cái chuyện đó bắt đầu vô đội hình liền tao thấy tạo kiểu là đẹp rồi đó bắt đầu mỗi sáng thức giấc không thấy chỉ riêng mình ta tiếng hát thanh thoát của những chú chim vừa qua ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường ngày anh rời xa sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta cái gì vậy mấy ông nội trời đất ơi cái bài cái tay súng vậy mấy ông múa cái gì mà ông nằm chỗ chị trời ơi diễn tả nó vậy thôi chứ nội tâm quá trời nội tâm chỗ nào nè anh thấy ông đang nằm nè không sáng sớm thức giấc bóng thấy chỉ riêng mình ta đó bắt đầu tới con chim nè tiếng hót thanh đó của những chú chim vừa qua ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường ngày em rời xa là chỉ vô mặt con quỷ đó tôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta vậy nó quá trời vậy anh còn đòi gì nữa trời ơi ông ơi cái bài này Nguyễn Hưng người ta hát nguyên một vũ đàn hoành tráng đứng lên sau nhảy quất qua bước lại đội hình này họ mấy ông diễn thì chết rồi trời ơi đi chơi với Nguyễn Hưng ra hỏi bà Marito coi bà dựng cái bài múa đó bao nhiêu ngàn sao à, bà dựng cái bài múa gần cả trăm ngàn ông đưa có $6 ông biểu nhảy như Nguyễn Hưng điên tiền nào của đó thôi chứ giờ anh muốn sao đem giúp mình hết sức cái kè rồi nhảy như Nguyễn Hưng giúp mình hết sức luôn rồi đó bực mình nó cắt lần đi rồi dẹp này đúng không bởi vậy giúp mình hết sức giờ anh phải tìm cái gì khác chứ anh cứ vậy hoài anh hát cả cuộc đời anh hát hoài không bao giờ lên nổi anh là phải có tài năng
giọng hát của anh có. Mà em thấy gì nữa nè, anh là anh chịu khó bồi dưỡng lắm. Ờ, nó nói mà đi ta. Em... thiệt trời, anh hả, chế độ ăn uống anh rất là cao nha. Hình như là anh tập trung vô giọng là, ủa mà anh khoái ăn trứng sốt cà là mà ăn nó gỗ cho giọng đúng không? Đúng không anh? Ai biết, không chứ... như làm ca sĩ với rành nha, anh ta đâu biết. Hay là ăn cái đó mà bổ cho tập tạ cơ bắp. Tụi bay không biết gì hết trơn, làm gì cũng phải có suy nghĩ. Sao? Tụi bay biết mà, ca sĩ hát lóc người ta một đêm được chừng 200 đô. Mà trong đó hết 50 đô là ta phải đi mướn đồ, đi son phấn rồi. Trời ơi, thấy chưa? Trời trời. Gì? Đẹp đúng không? Đồ son phấn mà còn làm móng tay đẹp đồ nữa rồi anh. Cái này ta làm không có tốn tiền, do cái hãng mà iGel tài trợ. Trời, có tài trợ làm móng tay. Tài trợ làm năm móng có ý nghĩa hết. Ý nghĩa gì? Đẹp, rẻ, bền, sang, bóng. Ôi cái nút cưới mà bóng này. Bóng gì lúc đó đẹp phải bóng cùng mà ổng thành bóng luôn rồi. Hay rồi. Bây giờ nghe nói đang có cái chương trình này mới hay nè. Chương gì? Mua hay là không mua sản phẩm đều được tặng vé số bốc thăm trúng hai chiếc xe điện hiệu Tesla. Trời ơi trời. Tên là X. Tiếng Anh chuẩn. Trị giá là mỗi chiếc là 100,000 đô. Ghê. Ồ ghê ghê. Ê, vậy đăng ký cho em nữa nha. Được. Đăng ký cho em ơi. Được hết á. Chứ tại nhiều khi em xé vé em không có để ý. Được. Bữa nào anh làm neo để xé vé cho đẹp. À, bây giờ trở lại cái vấn đề của anh. Sao? Còn lấy 150 đô anh làm cái gì? Làm gì? Làm gì? Trước khi diễn anh đi sàn, đi kiếm tất cả những chỗ gần sân khấu mình, anh mua hết trứng và cà. Về ăn chi quá trời vậy? Còn chi vậy anh, gì dữ vậy? Ăn cái gì ông nội? Thế sao? Tao ra tao hát chửi mà khán giả không thích á. Muốn chọi cũng không có cái gì để chọi tao hết. Trời ơi. Ông tính xa dễ sợ luôn. Xa quá xa. Em ngưỡng mộ anh luôn rồi đó, thiệt. Sao? Anh đúng luôn á. Đây, chưa có hết. Nếu mà nó có chọi tao né. Ủa lại gì? Sao? Vụ gì? Gì? Ôi, sao? Gì? Ý ảnh nói là ca sĩ mà làm live show mà hát 17, 18 bài. À đó 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 đó. 20 bài không mệt bằng ảnh hát 2 bài đâu. Ca sĩ mà làm live show hát 20-30 bài. Nó mệt nhưng mà chưa chắc nó mệt bằng anh. Anh hát có 2 bài mà anh rất là mệt. Anh hát 2 bài làm gì mệt bằng ta hát 2 mấy bài cha. Trời ơi, mà không hiểu gì chứ. Người ta hát thì bình thường nhưng tao hát tao phải có vũ đạo. Người ta có tập trung tâm thần, tinh thần của tao, tao phải rình chứ. Ủa hát mà rình nữa hả? Trời đất ơi, không rình sao được, có mắt phải liếc qua liếc lại. Hả? Nó hoàn tính lên né. À, né trứng bay vô cái phòng rớt xuống, không có bể. Tao né bên này, cà bay lên không có dập. Hả? Trời ơi, trứng hát... cà đó tao gom tao đưa bà Năm làm lương thực cho đoàn. Còn chưa kể nó quăng dép mũ, dép lào rồi chai lọ lên tao chụp, tao bán về chai. Đúng rồi, bữa hôm anh có đưa em bán về chai mới. Trời ơi, không em nhìn. Không nhưng mà anh hát kiểu vậy, mặc dù anh hát mà anh rình khán giả vậy nhưng mà vẫn có fan hâm mộ nha. Bởi em đứng trong cánh gà em thấy. Chứ còn gì nữa. Có con bé gái á, chỗ anh hâm mộ anh, nó tặng anh 3-4 bó bông á. Anh vui quá anh xỉu luôn á, nhớ không? Đúng rồi, tao xỉu rồi, đúng rồi. Sao vậy, nó tặng bông mà xỉu? Đó, nó tặng bông tao. Mà nó quên rút cái bông ra khỏi cái chậu, nó đưa cái chậu vô mặt tao luôn. Nằm viện mấy ngày đó, xỉu rồi đúng rồi. Giờ nó chọi với nó. Nó chọi lên xong nó giật cái bông lại, nó để cái chậu vai luôn. À. Có bởi vậy anh ca sĩ hát lót đúng rồi. Mày không biết đâu, mày đừng có nói vậy, sai rồi. Đây anh xót vé là có một tình một cái hoàn cảnh mà anh chứng kiến luôn. Chính anh là người đưa bà cụ đó lên sân khấu luôn. Ê, gặp fan anh hả? Cứ kể chuyện đó. Anh cứ để cho em kể. Chuyện vui thì mình. Đây nè. Bữa đó là có một bà cụ đi coi ca nhạc. Mà mắt bà hơi mờ, không có thấy. Bà nghe được giọng hát xong xuôi á, lúc đó tôi đang xếp ghế cho người kế bên. Xong bà mới nói: "Cháu ơi, à ca sĩ nào đang hát đấy?" Xong rồi, dạ ca sĩ Chí Mè Phủ. Xong bà nói: "Cho bà lên sân khấu để xem mặt tí được không?" Đấy, bây giờ bà ngồi gần này bà coi được rồi, nó không, mắt bà mờ lắm, bà không thấy đâu. Cho lên cho xem mặt được tí không? Nó mình thấy cũng tội. Thì dẫn lên, lộn khộm đi lên này nè. Đấy, mắt không thấy đường, thôi cho sờ vào mặt tí. Có đem quà có gói quà nữa, gói trong giấy báo. Ôi thiệt em không ngủ mỏi. Sờ. Đâu có thấy đường đâu. Sờ mắt sờ mũi đồ này nọ xong xuôi. Tháo cái tờ giấy báo ra. Lấy chiếc dép giả bẹp. Gì? Mẹ cái mặt như cái mâm rồi còn hát dở. Nói rồi cái tôi kêu đừng có kể. Cầm mồm bằng chị cầm. Ba kêu cầm mồm cút xéo vào trong. À
vậy là em biết rồi, bà đứng từ xa bà nghe, bà sợ trội hụt, bà mới kêu xin lên rồi tận mặt em quất cái tạt cho chính xác cái gì. Thôi đừng buồn anh ơi, em nói anh nghe, em cũng mê hát lắm mà vô đây cũng chưa được hát. Bây giờ mình cứ văn ôn võ luyện thôi, rồi một ngày nào đó tự nhiên ông tổ gõ đầu mình cái mình nổi tiếng, biết đâu được. Đúng không? Không, cái gì anh đâu? Không có đủ kiên nhẫn mà chờ vậy. Anh nói cho em nghe, bây giờ là công nghệ 4.0 rồi ha. Bây giờ mình phải làm những cái trò xàm xí rú đưa lên mạng thì không là anh gì ơi, nữa mấy cái trò xàm xí đó là chỉ có nổi một thời gian thôi, nó không có cái độ bền bỉ. Anh phải làm sao mà khán giả để ý tới anh mà bắt đầu vô trong tiềm thức của họ, họ yêu mến anh bằng giọng hát cơ, chứ không phải là bằng chiêu trò tầm bậy. Nói gì tối nay còn là live show của Thanh Tiền nào, là người ta đâu cần chiêu trò đâu, người ta vẫn nổi tiếng. Được rồi. Sao? Anh tính như vậy. Những người nổi tiếng thì người ta mới làm live show. Còn anh chưa nổi tiếng, anh làm live show rồi sẽ nổi tiếng. Trời. Nhưng mà làm đàng hoàng nha. Làm được cái gì ta vậy? Bây giờ anh có cái ý tưởng cái gì? Sao? Anh sẽ làm sân khấu trên một cái ghe. Rồi live show anh hay, cái ghe hay, được. Diễn trên sông. Diễn trên sông luôn. Anh đầu tư mua vỏ xe, áo phao chị. Phát cho khán giả chị. Phát khán giả làm chi? Để khán giả bơi theo nghe coi anh hát. Trời ơi, cái live show gì ghê vậy trời. Anh sẽ hát từ miền Nam, hát đủ hết chín nhánh sông Cửu Long. Ra tới miền Trung anh hát trên sông Hương. Rồi ra tới miền Bắc anh hát trên sông Hồng. Đi tới đâu khán giả bơi theo coi anh hát. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Ý tưởng anh rất là độc lạ. Từ xưa giờ ca sĩ chưa ai dám làm live show như anh. Đúng. Nhưng anh làm như vậy á là đối với người dưới đồng bằng. Còn đối với những người ở miền núi là anh bất công với người ta. Người ta không coi được cái live show mà thật sự là lạ lùng từ xưa giờ của anh. Chứ làm sao? Bây giờ anh đưa lên cái chỗ mà cô Thanh Tiền sinh ra đi. Anh đưa lên Đà Lạt. Anh đem cái thiền lên Đà Lạt. Em sẽ cho thiết kế đưa lên cái thác Cam Ly cho anh. Thác luôn. Anh để cái thiền trên thác. Hay á. Bắt đầu mình néo 4 cọng dây cho thiền nó đứng lại. Khán giả đứng ở dưới thác, không lên trên bờ để bơi đâu. Đứng hay ở dưới cái gì thác nè, cái lòng thác đó. Bắt đầu coi lên. Khi nào giới thiệu ca sĩ chim mèo. Rồi sao? Em kêu chặt dây. Cái thiền nhào xuống lộn úp xuống cái thác. Là anh vừa xiết vừa hát luôn đó. Thế của nó còn gì tao nữa mày. Thì đó bây giờ nên lấy cái là live show cuối cùng. Hey. Lần đầu như lần cuối. Góp ý tầm bậy tầm bạ không? Không. Mày có ý kiến gì không? Ý tưởng lạ vậy em khóa nhờ anh biết sao không? Tại vì trên sông nước đồ nó đều 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 quá. Nó một cái live show là mình phải làm cái live show máu lửa. Máu lửa sao? Đúng. Máu lửa hoành tráng. Máu lửa lên anh, đúng không? Bây giờ máu lửa. Anh được khai thác đường thủy. Anh làm cái live show trên đường bộ đi. Được, miễn máu lửa là được. Đường bộ là anh thuê khoảng 5 chiếc container. Rồi trên mấy container là anh sắp mấy ghế đậu đậu cho khán giả ngồi trên đó. Bắt đầu sân khấu anh là anh đứng anh hát trên cái xe bồn. Anh biết xe bồn không? Xe bồn xe xăng á. Chiếc xăng rồi đó. Đứng trên đó anh hát. Lạ đó. Bắt đầu là 5 chiếc xe container sau, bắt đầu xe bồn chạy trước nào, bắt đầu xe di chuyển khoảng 40-50 cây số một giờ á. Là bắt đầu MC là và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Là em đem quẹt hoặc quẹt em thảy vô trong bồn xăng làm cái phứng. Trời ơi, vừa có lửa là vừa có máu là vừa có thịt rớt chụm. Mày điên hả mày? Thằng này nó kêu tao nhảy từ tên thác xuống còn mày châm lửa đốt tao luôn. Cái chương trình đó là chương trình phóng tên lửa của NASA. Ôi, nhưng mà mày ơi, tào lao mày ơi. Tầm 7 cái làm gì? Thôi, khán giả coi giống vậy ngồi trên container khó coi lắm. Sao? Bây giờ ảnh vẫn làm đường bộ. Nhưng mình sẽ thiết kế theo một cái kiểu khác. Đúng nào em? Khán giả đi bộ coi cũng được, đi xe Honda coi cũng được, đi xe buýt coi cũng được. Hay cái này hay ta. Cái này hay. Mày mướn một chiếc xe rồng 8 cửa. Có rồng thiết kế rồng phụng vàng đồ này nọ đàng hoàng. Đó. Đằng sau là một băng nhạc. Là băng kèn đó nha. Quá dữ á. Anh thích kèn, anh thích kèn. 8 đứa dancer bận rồng phụng. 8 đèn sơ luôn. Đó. Quá dữ. Chuẩn bị live show là khiêng ảnh đẩy vô phá. Anh nằm ở trong anh hát. Xung quanh người ta đi theo người ta coi. Đó. Kèn lên. Phá 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 phá. Dữ anh. Đó. Không mà biết sao. Hồi lâu giờ ca sĩ ta đứng ta hát không mà. Mà anh nằm anh hát á. Anh mới show được hết cái giọng của anh ra. Khán giả mới ngưỡng. Ôi anh. Nhưng mà nằm vậy á. Thì sao khán giả thấy được mặt ảnh?
ở trước có thằng cầm cái hình đi rồi. Ủa tao nghe mày diễn tả giống như là xe chở hồn vậy mày. Tụi bay điên hết hả? Đưa được rốt cuộc người ta là cuối đời không vậy? Ý tưởng gì tầm bậy tầm bạ. Em chọc anh chơi thôi. Nói gì nếu mà anh đã khai thác, anh tập trung vô, anh nhờ cái ông gì là giám đốc, ông gì ai gieo á hả? Đó đó. Ai gieo? Ông đó là phi công luôn á. Sao? Mướn máy bay chơi trên đường hàng không. Lại show trên đường hàng không. Chưa bao giờ thấy. Có đi máy bay dân sự, phải mướn máy bay quân sự. Máy bay mà chở xe tăng thiết giáp rồi đó. Mướn xong mời khán giả lên ngồi hết trên đó. Sắp cái mũ ngồi trên đó. Ngồi hết trên đó, xong xuôi máy bay lên khoảng chừng tiếng hồ cho khán giả ăn uống đồ này nọ, xong xuôi bắt đầu chương trình live show. Anh hát cỡ chừng nửa bài bắt đầu hai con chân dài đi ra. Rồi, tưởng tượng đi. Hai con chân dài đi ra nắm tay anh. Đó. Xong từ từ tới mở cửa dầm anh xuống. Rồi bắt đầu khán giả bắt đầu kêu cái ông mà phi công á, lạng quay mấy vòng đảo ở đó cho khán giả coi. Rồi họ lấy máy quay phim á, họ quay điện thoại rồi này nọ họ quay lại. Quay làm gì? Quay với lại định vị. Định vị là làm cái gì? La bàn. Nó làm cái gì? Đặng báo cho gia đình ông biết rằng tới hốt xác. Hát bài. Ê, đừng có giỡn nữa. Giỡn chơi á. Thôi, đang cố gắng nè anh ơi. Giỡn chơi thì Dung là vô cái show của anh Tiền tối nay là nhìn đi làm. Ủa cái gì vậy? Ai kêu vậy? Để coi. Ông bầu ông gọi, không biết có gì không? Bầu rồi, không biết có chuyện gì. Alo, dạ em nghe ông bầu ơi. Dạ. Sao? Có chuyện đó nữa hả? Gì vậy? Cái gì nữa? Có chuyện đó luôn hả? Cái gì vậy? Gì? Chuyện gì mà nói đi, sao mặt mày căng thẳng quá vậy? Mấy anh ơi. Cái gì? Thời tới với mình gọi mấy anh ơi. Cái vé đang hết rồi, cái gì đâu mà. Không phải, cái đó là chuyện tập thể thôi, còn cái này chuyện cá nhân nè. Cá nhân gì? Chuyện gì? Em nói hai anh nghe, ông bầu mới gọi em nè. Vậy? Nói là tối nay lại show cô Thanh Tiền. Mà cô Thanh Tiền á là thích nâng đỡ những ca sĩ trẻ lắm. Cô nói là tối nay cô muốn song ca một ca sĩ trẻ có chất giọng lạ. Rồi xong á là kêu em tìm về một ca sĩ đây tối nay hát nè. Bây giờ tụi cơ hội tứ với mình nói như mình đam mê mình lên luôn. Đây anh nói cho mày nghe, nếu để chọn ra cái người thì không ai qua người ấy. Tiếng hát mạnh mẽ, phong độ, đẹp trai. Đó, người ấy chính là Hoài Xé. Cái gì vậy ông nội, làm tao mất hứng vậy? Tại sao làm là mày? Ủa, anh ơi, em xé vé trong này bao nhiêu năm rồi, em chỉ mơ ước một ngày em được hát thôi. Mày có giờ mày... Em hát. Mày có giờ mày hát đâu? Anh thôi chưa nghe thôi. Hai người bình tĩnh, hai người bình tĩnh, đừng cãi lộn, của em làm trọng tài đây nè. Đem em biết em sàng lọc, nhưng mà biết sao không? Tìm ca sĩ mà xong cái cô là phải biết về cô, am hiểu về cô, mới hát với chung cô mới hợp. Am hiểu là sao? Ví dụ như là, giờ phải biết cô Thanh Tiền. Tại sao có tên Thanh Tiền, phải biết ý nghĩa của Thanh Tiền là gì. Ví dụ như em nè. Là sao? Thanh Tiền là sao? Thanh là màu xanh. Tiền là tiền bạc, là tờ tiền màu xanh. Giống như cô, hấp dẫn như tờ tiền màu xanh. Mấy tùm bá. Để tôi nói cho mày nghe. Thanh tức là giọng hát. Tiền là tiền bạc. Thanh Tiền có nghĩa là đi dùng giọng hát mình lấy tiền người ta, gọi là ca sĩ. Tao trời ơi. Gì? Thanh là trong mát, Tiền là dòng suối. Thanh Tiền là dòng suối trong mát. Anh ý nghĩa nhất nè. Tôi còn biết luôn à. Cổ sinh ở Đà Lạt. Rồi. Tên thiệt là tên Mai. Hay quá. Anh am hiểu đúng không? Có điện thoại nè. Thành thử tôi hát. Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Rồi, để từ từ. Chưa biết. Alo. Dạ em nghe. Sao mấy anh? Mấy người. Có chuyện đó nữa hả? Cái gì chuyện đó hoài vậy? Rồi. Sao? Mấy anh ban nhạc mới gọi báo cho em mà. Sao? Là mấy ngày hôm nay live show của cô á, chế độ tập căng quá, sợ cô mệt nên tối nay không biết có diễn hay không à. Dành nhau làm chi. Trời ơi, mất cơ hội biết, nữa. Ăn mì gói luôn rồi. Thôi đi, đừng có sợ nhịn đói. Ai chứ hả? Thanh Tiền là tao biết chắc chắn là không bao giờ bỏ show đâu. Sao không biết? Trời ơi, không nghe hả?
đã thích giọng ca Thanh Tiền là phải biết cái câu nói của Thanh Tiền. Câu gì? Đây nè, để tôi cho nghe nè. Mở mở giùm em cái đó anh ơi. Cái gì? Ê, có bị lâu lắm rồi nè. Lâu rồi. Tí hát Thanh Tuyền. Dòng máu này còn chảy trong tim. Ân tình này chưa phai theo kỷ niệm. Hơi thở này còn thì tiếng hát Thanh Tuyền còn mãi vang xa. Thấy chưa? Hồi nếu cái này là mới mệt, hơi nghe mệt cái này là biết rồi. Nếu mà vậy là cô nói vậy là an tâm rồi, tối nay mình vẫn mở bây màn giờ chứ. Chuẩn bị đi, sân khấu rồi đi. Vậy là ngon rồi. Còn anh vẫn tập bài. Tập đi, tập đi, tập đi. Rồi tập cho tôi. Hai anh vẫn tập đi, em vô em lo em chuẩn bị rồi. Rồi ăn rồi tụi lương. Cho mấy cái đã tập. Rồi ra tập đi em phụ cho. Vô đây dọn dẹp rồi. Cãi nhau mất giờ quá. Hay quá, giờ là tối nay vẫn sáng đèn mấy anh ơi. Đây. Tập đi, tập đi, em vô dọn dẹp cái nha. Dọn đi. Rồi dọn dẹp cái. Rồi. Đừng đi. Tập nha. Rồi. Chào cô. Ơi trời. Đã đi. Dạ, thay mặt anh Chí Mài Phủ là anh Chí Tài với lại Hứa Minh Đạt. Cảm ơn Măng Thanh Tuyền. Cảm ơn Măng rất là nhiều. Chương trình này được bảo trợ bởi iGel Beauty. Thưa quý vị, lúc đầu Kỳ Duyên đã giới thiệu và cảm ơn người bảo trợ chương trình hôm nay. Đó là công ty iGel Beauty. Bây giờ chúng tôi mời quý vị chào đón người đại diện của công ty, anh Daniel Bùi. Dạ, con xin chào chú, and con xin chào quý vị của Thu Nga Show. Cháu có vợ rồi phải không? Dạ, cháu có vợ rồi chứ.
tại vì đẹp trai như thế này. Thưa quý vị, 10 năm trong quân đội Mỹ là phi công của trực thăng máy bay chiến đấu đã đi Afghanistan. Nhà cháu hình như mấy anh em đi lính Mỹ hết phải cháu? Dạ thưa chú, 4 anh em của quân đội Mỹ. Nói thiệt với chú là cháu đi Afghanistan, cháu không sợ mấy nhưng mà cháu lên sân khấu này cũng hơi bị rung đó chú. Cái đó đúng quý vị, cái đó đúng. Các bác sĩ nói như thế này nè, khi mà họ phân tích một người nói trước công chúng thì cái thần kinh, cái bộ óc người ta sợ ngang với một người cầm súng lao ra mặt trận. Đó là kết quả nghiên cứu của các bác sĩ. Cho nên là một người đã từng đi chiến đấu 10 năm mà bây giờ là lúc nãy cứ run lẩy bẩy trong đó, thì chú bảo không sao, cháu có việc ra đây đi. Trước hết là chú cảm ơn và chúc mừng các anh em của cháu đã tham gia quân đội và bây giờ bỏ máy bay chiến đấu để trở về làm neo. Thì không biết là hai cái nó khác nhau nhiều hay không, nhưng mà thưa quý vị lúc nãy trước khi vào dạp, quý vị có thấy cái quầy hàng bày bán ở ngoài kia là của iGel Beauty, thì chú cũng chưa biết sản phẩm gì của cháu, thì nhân đây thì cháu thưa chuyện với khán thính giả vắn tắt. Dạ vâng, thưa chú với quý vị là iGel Beauty là công ty sản xuất về products cho nghề nails. Thì công ty iGel Beauty là trong anh em gia đình hết, thì cũng có mấy cái sản phẩm là trên thị trường cũng bán chạy nhất là 3-in-1, 3 trong 1. Thì nó cũng có lực sơn gel, lực sơn thường và bột vừa dip vừa đắp. Thì cái bột nhúng thì vừa dip vừa đắp, cái độ match của nó cũng 95-98%. Rồi cái màu là rất là chuẩn, rồi bột là rất là mịn. Cháu ơi, chú nghe nói hiện bây giờ cháu đang làm cái promotion có cái giải thưởng hấp dẫn lắm, cháu công bố cho mọi người biết. Dạ, thì bây giờ công ty đang ra cái chương trình promotion là nếu mà quý vị cũng không cần mua sản phẩm của iGel Beauty cũng được một cái vé ticket để vô hàng tháng sổ số, là cái promotion đấy là cũng được thắng được $2,500. Rồi cái đặc biệt nữa đó là tháng 6 2020 là mình đưa sổ số là được thắng được 2 chiếc xe Tesla Model X trị giá là $100,000 một chiếc xe. 2 chiếc xe chạy điện đó phải không cháu? Dạ, chạy điện chứ. Cái xe mà nó mở cái mui lên cao giống như trong phim James Bond đó quý vị. Tôi là say mê cái xe đó lắm nhưng mà vì già quá không lái nổi. Nhưng mà chú nhìn cái xe đó rất thích. Quý vị tiêu thụ sản phẩm của iGel Beauty, quý vị có cơ hội để trúng 2 chiếc xe đó, chưa kể tiền mặt nữa vào cháu. Chưa kể tiền mặt nữa chứ. Dạ. Vâng, rồi. Cảm ơn cháu đã đến với chương trình, đã bảo trợ chương trình hôm nay. Và chú rất là ngưỡng mộ gia đình cháu, là toàn những người thanh niên lao vào cuộc chiến cho nước Mỹ. Một lần nữa xin hân hạnh giới thiệu Daniel Bùi của iGel Beauty, thưa quý vị. Sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm tính kiếm Kim sỏi chỉ chơi mà. Nè nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này trích đít mẹ nó rồi. Không có sổ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chỉ sỏi Kim không? Thấy không, ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. Bữa nay tôi qua đây thăm chị. Với lại có đem chị cái này nè.
Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái gì đây? Qua tờ mê lồn. Qua tờ, quá. Cái gì ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà, nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết rồi, watermelon. Bà nó có đầu óc, bà ông nào ông nghĩ bậy bạ không à? Ờ, cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hổng rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi, đi bị thấp khớp, đi ra đường đi mệt quá, không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè, thấy không? Già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không? Chị phải đi ra đập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy security gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm cho tôi làm gì? Security là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi, security ai biết đâu, mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không, tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi, tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là biết lòng chỗ tị với tôi mà quen tôi biết. Tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Tôi có gì đâu biết lòng. Đỡ vậy. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn gì không? Hả, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà... Anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? Lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bà bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ. Bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Chạy lên nha. Đi ra đằng trước. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được. Cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa. Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra nè. Rồi rồi. Giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết à không được. Đây. Trời ơi romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô mình tập ngậm nhảy hả? Ngậm gì cút vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy hay là không? Nhảy. Ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha.
Rồi. Giờ nó vậy mẹ trước coi. À quên quên nè, quẹo cái chân lại, quẹo lại đó. Dạ. Ghê quá. Vô coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Đâu bò? Có bò hả? Không phải hả? Bà đi tuôn bò bà. Ờ tao bò bò bò. Nhảy tiếp hả? Đi. Woo. Đây. Woo. Trời là những trôi ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Quá trời ơi, sao ông không đưa tôi vậy vậy? Ơi, thấy sao tôi đưa? Bà cháy cục lắm mà. Thôi đứng lại. Ông nhảy đàng hoàng coi. Đây nè. Lát nè. Khi yêu nhau thủy xa mà gần cớ sao. Hãy sống cho tình yêu, sống trong mong anh khi tôi còn xa. Lòn hát, lòn hát. Hả? Lòn hát. Đỡ nổi không? Đỡ không. Không nổi. Nó không nổi đâu. Rồi lên. Rồi ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây. Chàng quá húi. Không. Tôi biết rồi, nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt vô vậy, phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi, ông bỏ tôi vô, bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng, phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên, hiểu không? Có giải đó thì được. Sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha. Ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy? 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi, tôi không lấy tên Kim, tôi đổi tên Hương luôn. Hương? Hương Hồn. Cái tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó, thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu gì tại bữa nay mình mới tập, mình chưa có nhuyễn. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi mình đi thi. Rau. Nha. Nè, tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại. Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó xác cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha. Từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà? Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha. Ông đừng đi sau ông đĩa hàng tôi hoài nghe ông nội. Đi ngõ này nè bà. Đi ngõ này hả? À, thôi đi nha. Em đi ơi, em đi ơi. Thank you.
Nóng quá, nóng quá. Ừ. Ủa, ở gần đây bộ có trại heo nào hay sao mà có mùi nó hôi hôi thúi thúi? Gần đình đâu có ai dám nuôi heo qua. Ừ, bây giờ nó lại hết mùi rồi. Dạ. Nóng quá. Nóng để em quạt nữa qua. Sao nó lại có mùi vậy? Mày quạt coi. Hết mùi. Quạt coi. Trời ơi, thì đó cái mùi đó từ con người của mày xuất ra đó hả? Mày làm lý trưởng mà sao mà để người mày nó hôi quá vậy? Quan thông cảm, trời nắng nóng quá, mồ hôi nó đổ, mặt tiền có, đường hẻm cũng có luôn. Cho nên nó bốc ra để em quạt, quan hửi chút đỉnh vậy thôi, quan thông cảm mà. Thôi khỏi đi. Dạ, dạ, thế thôi. Ông trời, ông trời, ông gầm gừ như vậy mà trời không mưa nổi. Dạ, đây hạn hán, quan coi, lúc trước hạn hán mà nước sông nó còn thì đỡ, bây giờ hạn hán mà nước sông cạn, mấy đứa nhỏ xuống dưới nó chơi banh đũa được chứ đúng không? Năm nay thế nào cũng chết của quan ơi. Bởi vậy, do là trận dòng xây đập cho nên con nước nó đâu có về. Dạ. Sông nó mới khô cạn. Dạ. Cây cối mùa màng mà không có nước làm sao mà sống. Dạ. Rồi đây, nước mặn sẽ xâm thực. Dạ. Biến cả vùng đất màu mỡ này thành vùng đất chết. Chết. Dân làng sẽ chết hết. Dân làng chết hết. Quang có chết không Quang? Làm sao mà chết được? Dạ. Tao có điều kiện mà. Dạ. Nếu cái vùng này là vùng đất chết, dạ, tao sẽ lết qua cái vùng đất khác để mà sống. Dạ. Quang lết đi hả Quang? Ừ. Vậy cho em bám phao câu qua em theo nha. Cái gì vậy? Dạ. Quang dựng dần. Thôi đừng có Quang. Dạ. Nha Quang, cho em hỏi coi. Trời ơi, thượng nguồn nó xây đập, mình đây hạ nguồn lãnh đủ, sao mình không đi thưa Quang? Thượng nguồn, người ta ở thượng nguồn, người ta muốn làm gì thì làm. Mình đã hạ nguồn thì đương nhiên là lãnh đủ rồi. Mày sao có hỏi hoài vậy? Sao mày không lên mày hỏi vua mà hỏi tao? Dám gặp ổng đâu mà hỏi. Mà em tức cái sông này sông chung mà tự nhiên muốn làm gì là làm, làm sao quá. Sông chung cái gì? Mày không nghe ông bà ta có câu hả? Cha chung không ai khóc. Dạ. Muốn gì là sông chung. Dạ em hiểu đúng rồi. Không? Dạ em hiểu, em hiểu. Em quạt quan cho quên. Thôi khỏi đi. Dạ, dạ. Quạt quay. Dạ quan, em nói thiệt với quan nha. Em thấy cái vấn đề này, em hỏi Quang chút xíu nha Quang. Hỏi đi. Đất này khô cằn sắp chết hết rồi. Mà em mua cái chức lý trưởng này bộn bạc mà về mần ăn mới có 2 năm mà giờ chưa lấy vốn lại. Thôi gặp vụ này hôm Quang, điều em đi chỗ khác, ướt át, màu mỡ để em lấy vốn lại được không Quang? Mày nín, nghe tao nói nè. Mày nói thì tao nghe. Thôi mày hổn vậy mày. Dạ. Nói chuyện với Quang mà mày xưng mày tao hả? Dạ em đang học tập. Mày học tập cái thằng mất dạy nào? Thằng này nè. Ê, không có hổn nha. Em đâu có hổn. Em đứng gần quan, em đi với quan, em nghe quan nói chuyện với người ta, quan xưng mày tao không hà. Thậm chí quan chửi thề, có bữa quan nói tục nữa. Tao là tao là quan, tao muốn làm gì thì làm. Dạ. Mày không có được quyền nói như vậy nghe chưa? Dạ hiểu. Dạ. Dạ, em quan bớt giận. Tao khỏi đi. Dạ. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trước khi làm lý trưởng mày làm cái gì? Nghe quan hỏi nhân thân em hả? Ừ. Em nói quan nghe, quan giật mình luôn đó. Làm cái gì? Dạ chăn trâu. Nhìn cái tướng mày là tao biết mày chỉ làm chuyên chăn trâu thôi, chứ không có làm gì khác hết trơn hết trọi. Rồi tiền đâu mày mua cái chức lý trưởng hả? Em tiền đâu? Em đâu có mua. Chứ ai mua? Ông bá hộ cũng mua. Bá hộ mua. Em chăn trâu cho ổng. Một ngày đẹp trời đang chăn trâu, có một thằng gia đình chạy ra: ê mày đừng có chăn trâu nữa, mày về nhà đi, ông bá hộ ông gả con gái đẹp cho mày. Vậy là mày có phước. Phước ông nội em chứ phước. Trời đất ơi, con nhỏ đó nó đi chơi đêm rồi nó hút xì ke, nó chơi đá nữa. Và không biết ai làm cho nó có bụng binh rỉnh vậy nè. Rồi ổng nhục nhã, ổng hốt em vô nhận cái bào thai đó đó. Thấy rồi không? Rồi mày có nhận không? Không nhận, ổng đuổi em rồi sao? Nghề nghiệp chăn trâu mà không được chăn trâu thì làm sao? Em nhận. Ừ. Em cười, em bỏ tiền mua chức. Ổng đưa em vô đúng quy trình, về em đường đường trở thành lý trưởng nè, thấy không? Hay đó. Dạ, em làm lý trưởng em nói thiệt, đứng gần quan, được hầu hạ quan, học tập kinh nghiệm của quan. Dạ em mừng, em vui lắm quan. Dạ. Yeah. Mày bước qua đây coi. Dạ bước qua. Ừ. Dạ bước. Dạ. Dạ. Sao có chân mày bên thấp bên cao vậy? Rồi hầu đó chăn trâu thì không có. Từ ngày lên làm lý trưởng rồi các bạn, em sửa tướng quan. Sao vậy? Trời ơi, để em làm cho quan coi. Làm lý trưởng mà đứng trước dân đen em cầm cái gậy à, thằng nào mà cà chớn hả, tao gõ một cái phun máu đầu ha. Ngoài vệ đứng thẳng vậy nè ha, thẳng như cái chài đâm tiêu luôn đó. Còn hãy đứng trước quan thì em dày. Dạ yeah, em dày. Dạ yeah. Đó, quan là em phải dày,
quan huyện em về nha. Còn thượng thư là em xuống về nữa. Gặp bà thái giám hoặc là mấy ông dương gia là em lết ra, mấy em lết vậy là đó, em lết vậy là gặp vua là em dậy luôn đó nè. Mày đứng dậy đi. Làm quá. Nhưng mà kể ra mày cũng là người biết thời biết thế đó. Dạ. Dạ quan, con biết nhân thân em mà về em hỏi nhân thân quan nha quan. Hỏi đi. Trước khi quan làm quan huyện, vậy quan vui mài kinh sử được mấy năm à? Tao đâu có cần vui mài, tao chỉ cần vui mãi thôi. Vui mãi là sao? Là bỏ tiền ra mua chức đó. Trời đất. Vậy là quan cũng thường như em mua chức không hả? Dốt đặt ăn mai không biết mẹ giờ lên làm quan. Trời đất quỷ thần ơi. Đừng có nói lớn. Dạ. Người ta nghe hết. Dạ. Ừ. Nhưng mà quan vui mài kinh sử mà vui quan lên quan làm quan huyện. Nhưng mà ý em hỏi là trước khi mà quan vui quan làm nghề chi à? Tao làm trận dê. Hả? Trong từ điển tiếng Việt có cái từ chặn dê không trời? Cô chặn dê làm sao hả quan? Có nghĩa là mỗi buổi sáng, dạ, tao mở cửa chuồng cho dê ra đồng. À, tao chặn cửa không cho dê vô. Dạ. Chiều dê về tao mở cửa cho dê vô, chặn cửa không cho dê ra. À, gọi là chặn dê đó. À, này là từ mới đó bà con. Cho một tràng pháo tay cho bà con ơi. Chặn dê gì? Thì nói cho nó sang chứ thật sự nó cũng là chăn dê không quan. À, em nhìn quan cái gì em nhớ quan lúc quan chặn dê ở miệt nào à? Bên kia sông hả? Bên kia sông. Ừ, đúng rồi, chính hắn. Tổ bà mày, mày là cái thằng có bầy dê tám mấy con mà có con dê đực mà bị lát đồng tiền phải không? Mày tới mày cướp cỏ trâu tao, mày cho dê mày ăn phải không? Mày nít, mày nít trong lòng mày đi. Mày ăn cướp. Mày im đi. Cái thằng đó là tao đó. À, thấy chưa? Nhưng mà tại vì bỏ qua đi, cái chuyện nó xưa rồi mày nhắc là làm cái gì? Cũng tại mày, mày có của mày không biết giữ, sơ hở là tao tới tao hốt thôi. Cái đó là tao chỉ là ăn trộm chứ không phải là ăn cướp. Mày không nghe người ta nói hả? Nói sao? Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. À, cho nên bây giờ tao mới là quan nè. À, tao cũng cướp của mày nhiều thứ lắm. À, mày đuôi trong sao sẽ sân đình đó. À, lại cái bằng chứng bằng thơ. À, cãi cục gạch lên. À, đây cái sổ thu chia đây cho tao. À, đi. Mày đừng. À, mày chửi tao hả? Đâu có, đâu có chửi đâu. Tại vì em ngứa núi muốn mọc răng khôn á. Mày được cái sao? Đi đi. Mày muốn cướp, tao cướp cho mày coi. Cho tôi kêu hoang. Ê. Dạ. Mày chạy tới này lui không mệt hả? Dạ mệt chứ. Mà tại thấy đi ngang cái đình này thấy nhoi quá nên con nhoi theo. À. Dạ. Dạ bẩm quan huyện. Sao mà biết tao là quan huyện? Dạ. Ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, trắng trẻo vậy, không phải quan huyện, không lẽ ăn cướp? Nhưng mà bà tại sao bà biết ta đây mà tới tìm? Bị tối qua con ngủ nằm mơ thấy quan hiện về. Làm cho ta là hồng ma dứt dưỡng gì hiện về? Dạ chắc có lẽ là tôi mơ thấy một giấc mơ đẹp, hoặc là cái nỗi ám ảnh quan về. Chứ dễ gì mà quan lớn về cái quyển trần ai khoai củ khổ sở này phải không quan? Dạ. Dạ. Lưng của bà bị gù hả? Dạ hồi trước không có, mới gù đây thôi à. Chính xác là lúc nào? Dạ từ cái hầu mà mấy ông tăng thuế đó. Mỗi lần tăng thuế vậy là dân gánh một gánh nặng. Một ngày tăng 10 lần là gánh 10 gánh. Gánh riết nên gù. Mà không phải mình con gù đâu nghe. Cả cái làng, cái quyển này ai cũng gù hết trơn hết trọi á. Con nghĩ quan sau này đừng có lấy tên là làng khoai củ nữa. Tôi lấy tên gì? Làng khoai gù. Nhiều chuyện. Dạ đây. Dạ, dạ sổ sách đây là quan. Dạ. Con người. Đủ đi hả? Từ. Dạ, giờ quan cầm đi. Để em tính. Nè các bà kia, bà ngon ha. Bà đi gặp tôi ha. Mà tôi đã giải quyết là tôi nói là không có được. Mà bây giờ bà mò thay tới đây là sao? Đi về đi. Tụi con mẹ già. Tôi không có già nghe. Không già sao cái mặt vậy? Mới có 49 tuổi thôi. Trời ơi. 49 tuổi mà tăng thuế nhiều quá làm nay lưng trả không có nổi cho nên vợ già tóc bạc.
Không nói nhiều đi gì không. Tôi tới gặp quan có chuyện. Cắt ra. Bà coi bà bước qua được cái trạm thu phí này không? Vậy thu phí hả? Bỏ thu phí à? Qua thu khác rồi. Thu gì? Giá. Tưởng gì chứ thu giá dễ. Để tôi về nhà tôi ủ giá rồi tôi đem lại sao được không? Bà nào ơi bà đó. Giá đây là giá, với phí là tiền biết không? Chứ không phải giá trụng, giá ăn sống biết không? Có tiền thì qua, không có tiền thì cút. Nói vậy vẫn là thu tiền hả? Đúng vậy, đổi từ cho nó mới thôi. Thu tiền, nó đại thu tiền. Bà đặt thu giá. Nè, ăn giọng đi. Ăn giọng rồi sao vỡ cản lên. Thử vỡ. Ê, bà chơi tiền lẻ hả bà? Dạ, dạ bẩm quan. Con đến đây nghe tin quan lớn tới con lại quan lớn làm ơn cho dân làng mượn cái sân đình này để làm lễ cúng tế ông trời. Sau đó là để thưa ông trời. Trời đất ơi. Ê bà lậm ngôn nha, cái kiểu này dân chúng nó ném đá bà chết nha chứ. Phải thưa chứ. Thưa sao? Năm nào cũng cúng tế ông trời để trời ban cho mưa thuận gió hòa. Quan ơi, mấy năm nay hạn hán mất mùa, dân lành đói kém, tăng thuế dữ quá, không có tiền cúng. Vậy mà ông trời đáng lẽ thấy dân khổ sở thì thương chứ đằng này để bỏ dân chết hạn, chết khô, chết đói là sao? Nên tôi thua. Có chuyện đó không vậy? Dạ, ví dụ này, dạ bẩm quan, nói quan nghe cái bà này bà nghe người ta suối bậy chứ không có. Nè nè nè, ông là hương chức hội tề mà ông ăn nói không dám ngưỡng, không biết ngưỡng miệng hả? Làm gì ngưỡng miệng? Cũng tại mấy ông không? Sao tại? Mấy ông, dạ 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 bẩm quan. Cái gì? Cái hồi ông này ông chưa làm lý trưởng đó. Rồi. Mỗi lần mà cúng tế thần hoàng bốn cảnh, dân làng tụi con có gì cúng nấy. Chẳng qua là tấm lòng phải không quan? Từ hồi ông lên chức lý trưởng, ông bắt buộc dân làng phải đóng góp, đóng cho lớn vô cúng cho to lên. Hả? Ai có cái gì góp cái nấy. Có tiền góp tiền, có gạo góp gạo, có lúa góp lúa, có khoai góp khoai, có gà góp gà. Đóng góp riết trong nhà không còn cái gì hết. Tới nỗi đứa nhỏ té sắp mặt mà bầm con mắt, không có cái trứng gà để mà lăn cho hết bầm nữa. Trời đất. Đi trước. Dạ. Có chuyện đó thiệt hay không? Dạ, cái gì dạ quan đừng có nghe, để em xử. Bà đi về, tôi nói cho bà, bà nói tầm bậy tầm bạ, bà có tin không? Tôi chấp bà hai bi, tôi thục bà chết luôn nè. Tôi không có gì. Bà nói ngay ha, tôi nói bà, lễ hội là do mấy người. Một năm mấy người tự động đó, tổ chức lễ hội, trời đất ơi, mấy trăm cái lễ hội. Tiền bà không có ăn, mấy người bài binh bố trận ra, bây giờ mấy người chết đói rồi, mấy người đổ thừa tụi tôi hả? Nè nè, lỗi là không phải của dân tụi tôi đâu nha. Chị của ai? Lỗi của mấy ông. Mấy ông bắt buộc dân đóng góp cho nhiều lên, cúng cho lớn lên. Ông trời ông ăn lớn riết ông quen. Bây giờ ăn nhỏ lại ông không chịu. Mình nên tôi phải thua chứ. Dạ dạ. Mỗi lần dọn tiệc lên cúng rồi á, mấy ông ăn trên ngồi trước không à, bỏ dân ăn xương không à. Nè, nói như vậy hả, không biết nhục hả? Bài cổ lên là mấy người cũng bu vô tám sắc rồi, bây giờ đổ thừa hương chức hậu tài hả? Tụi tôi có ăn xương dân thịt đâu. Mấy ông có ăn thì làm, ăn mà không làm là tôi thua. Trời đất ơi. Dạ, quan quan xử vụ này cho dân nhờ đi quan. Dạ. Thôi được rồi. Về nói với dân làng đó, ta cho phép mượn cái sân đình để mà cúng đó. Dạ. Dạ con lại quan, con đội ơn quan. Quan đúng là phụ mẫu chi dân. Thôi được rồi, được rồi, đứng dậy đi. Dạ, dạ, dạ. Quan ơi, một lát nữa đó có một vị pháp sư lai thầy phong thủy tới đây để thay dân làng làm lễ cúng tế thừa dòng trời nha quan. Dạ, dạ con đội ơn quan, con đội ơn quan. Bà làm gì vậy? Tránh ra. Trời. Thôi, đất ơi. Già sắp xuống lỗ rồi, bà đặt đi kiện đi thưa. Thứ bà xong vụ này là bà coi cây tôi nện bà không chảy máu đầu, bà quýnh thôi. Thổ bà nào quýnh tao hả? Mày hổn hả mày? Mày mới là cái thằng mà tào lao đó. Đứng đó cãi với bà làm cái gì? Để cho người ta nhào ở đây, ta bu rồi ta coi biết hết bí mật của mình hay sao. Mà tất cả chuyện đó là em làm gì quan? Quan suối em mới làm. Bây giờ tự nhiên quan binh bả làm sao quan? Binh cái gì mà binh? Ta không làm vậy sức mấy mà bả đi. Lo cái tính cái chuyện của mình nè. Để dạ, lên. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ đây cuốn sổ nè quan. Dạ. Quan coi thu chi nó làm sao quan tính giùm em. Bà la mê sa nô ta la mi đô xí bà nạ mi đá kỳ nà. Chữ gì vậy? Dạ. Chữ gì vậy? Dạ, chữ này chữ quốc ngữ được cải cách. Tao không hiểu gì hết trơn á trời vậy. Dạ cái ông đồ bùi á, ông cải cách á. Rồi ông thí nghiệm trên cuốn sổ chi tiêu của mình luôn đó. Mới đầu em đọc em tưởng đọc kinh á.
cái ông nói cái này gì vậy ông nội, cái ông đồ bùi, ông nói cải cách đi, cái này là công trình lớn của tôi nghiên cứu, sau này mà thắng cái là tôi trúng mánh đó. Cái ông nói thôi ông nội ơi, ông làm vậy tôi sao tôi đọc nè, đọc không được là còn mai, nếu lỡ cuốn sổ này mà lọt vào tay của ai thì họ dòm như cái đám rừng, họ không biết, họ cứu mình. À, cũng hay hay, ông này thông minh đó, thông minh giờ vậy mà giúp bí mật của tụi mình nha. Yeah. Cái em kêu ông viết ra một đoạn chi tiêu sơ sơ rồi em đọc lại cho quan nghe. Đọc ta nghe đi. Dạ em đọc cho quan. Dạ chi phí chi tiêu của triều đình năm Mậu Tuất có 3 đợt. Đợt 1 làm đường liên huyện chi 600 lượng, chi thực làm chỉ có 200 lượng, còn 400 lượng tụi mình chia. Mày 100 lượng còn lại của tao. Dạ đợt 2 chi đắp đê ngăn mặn chống xâm thực 400 lượng, chi thực 50 lượng, còn lại 350 lượng tụi mình chia. Mày 50 còn lại của tao. Đợt 3 xây hồ chứa nước ngọt chi tổng là 350 lượng, chi thực 5 lượng, còn lại 325 lượng mình chia. Mày 5 lượng còn lại của ta. Mày đứt. Mày nói mình nữa tao lấy luôn 5 lượng còn lại bây giờ. Nát của xí đú đặt coi như mà gì kìa. Mày nói chữ gì vậy? Hả? Em nói chữ quốc ngữ lộn. Quan ăn quá trời của mình em. Mày im. Phần vàng của tao đâu? Đưa đây. Đưa đây. Quan cầm đi em đưa liền. Trời đất ơi ăn tàn nhẫn. Ăn gì xuống xe là xe lật. Lên xe là xe. Phần đây ạ. Mày giỡn mặt hả? Dạ. Vàng không đưa sao đưa giấy tiền vàng mã vậy? Trời đất ơi sao quan ngu quá vậy quan? Ê hổ mày. Cái này là ngân phiếu đó quan ơi. Ngân phiếu hả? Con cầm đi rồi em giải thích. Bây giờ mà quan giữ tiền, quan chở xe này xe nọ thiên hạ dòm thấy. Quan cầm cọc về bên quý một tờ là nhiêu không? Bao nhiêu? Một tờ gì là 50 lượng. 50 lượng. Có chuyện gì quan cuộn trong quần áo cái quan giọt không ai biết hết trơn rồi. Này mình phải tính trước chứ quan. Mày giỏi lắm. Yeah. Mày mốt mày gom tiền mày đưa cho tao đi. Ừ. Tao sẽ nhờ người làm mồi cò mồi để mua một cái chức quá à cao hơn lý trưởng. Yeah. Cho mày. Em đợi quan ơi. Em quạt cho quan nữa. Dạ thỉnh pháp sư. Rồi. Dạ thỉnh pháp sư vô. Dạ dạ quan. Dạ mời pháp sư. Ta mệt rồi, ta mệt rồi. Dạ chẳng hay ai giữa xác này là ơn cho con biết ạ. Ta là thần hoàng bổn cảnh ở xứ này. Dạ. Ta đang an nghỉ ngàn thu. Cớ sao các người kêu réo thỉnh ta về đây có chuyện gì chăng? Dạ bẩm, con là thư dân ở làng Trần Ai Khoai Cũ. Con ước lòng quá, con xin thần cho con được kiện ông trời. Người kiện ông trời à? Dạ. Là dân đen thấp cổ bé miệng, làm sao dám kiện đến ông trời? Dạ. Kiện ông trời á thì phải cái hương chức hội tề, có chức sắc mới kiện được. Ở đây có chức sắc, tại sao thấy thần không xưng danh xưng tánh? Dạ, con là quan nguyện của huyện Trần Ai, tên là Đan Dương. Dạ, Dương là dê đó thật. Tôi biết rồi. Dạ, con là lý trưởng của làng Khoai Cũ, tên con là Cao Thái Sửu. Dạ, Sửu là trâu đó thật. Tôi biết mà, cái thứ trâu dê này tôi biết hết trơn mà. Vậy ta hỏi người, người muốn kiện trời về chuyện gì? Dạ, con kiện ông trời, tại vì năm nào dân làng cũng làm lễ cúng tế mà ông trời chẳng có đói hoài, tức quá con nên phải con đi thưa. Vậy tại sao cúng tế mà không có lễ vật gì cả? Dạ, dân làng ăn còn không có ăn, tiền đâu sắp lễ vật vậy thần? Vậy còn hương chức hội tề ở đâu? Sao không sắm lễ vật
lại để ta về tơ hơ như vậy. Xâm lễ vật, xâm lễ vật đó. Vật đâu có, mấy người thực hiện, mấy người làm. Lý trưởng, gì vậy? Ngươi hãy vào trong đình đào cái cục gạch lên, lấy vàng ở dưới đó. Ủa? Đem ra đây cho ta. Ở trong có cái bài vị không chứ đâu có gì vàng gì. Ở trước bàn thờ, dưới bàn thờ có cái cục gạch, đào dưới đó lên. Trời ơi, cái đó là nhà của ta mà ta không biết à? Đem ra đây. Nhưng mà đi không đi thằng bé lỗi giò bây giờ. Mày dím mày, xong chuyện này mày chết tao chưa? Trời ơi, sao cái gì cũng biết, thằng cũng biết trời, thần, trời. Cái tiền vàng đó đó là của dân hàng năm đóng góp vô để tu sửa cái đình mấy ông dép nhẹm đó thần. Nó ác với tao lắm. Dạ. Nó không làm luôn. Dạ. Nó không cúng. Nó dạ. Cho tao ăn cái gì đâu không à. Dạ. Nhà của tao nó không thèm xây mà. Dạ. Biết sao không? Nhà của tao hả bị dột. Dạ. Dột mỗi lần trời mưa hả? Tao trốn muốn chết luôn á. Dạ. Trời, thằng Hoàng bốn cảnh mà khổ lắm chứ bộ. Dạ. Ăn mà không. Dạ. Cái tráp đó. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Vàng này của bá tánh nè. Vàng của bá tánh đấy nè. Nhiều quá nè thằng ơi. Thằng ơi. Đủ không thằng? Chưa đâu, nhưng ở đây cũng tạm ổn rồi. Dạ, dạ, dạ. Thôi, được, để đó, có lễ vật rồi, thì ta sẽ xin tế trời. Còn lại ơn trên trời đất, ngày hôm nay bản cảnh con hiện nơi đây là có chuyện muốn thưa cùng trời. Bởi cái bọn sâu dân mọt nước này, tụi bay ăn quá rồi mà, ăn quên trời quên đất. Tụi ta đâu có ăn đâu, đem tới cúng tụi ta đâu có ăn. Tụi bay ăn giọng không mà không phù hộ bên này chữ. Dạ dạ, con xin thần, xin thần cho phép con được kiện ông trời. Cứ kiện hoài, ta đã nói rồi, đây á, các ngươi khổ dân đen khổ không phải là do thiên mà là do nhân. Là sao con không có hiểu? Ông có hiểu không? Giải thích cho người ta nghe. Dạ, đi. Con là quan mà con cũng không hiểu ông nói gì. Thần thánh cũng phải đau đầu. Thôi ta nói quệt tẹt ra luôn cho rồi. Là sao? Nói chung á, dân đen mà khổ không phải là do ông trời. Dạ. Mà là do con người. Dạ. Bởi con người á, cái, như cái đám này đó nghe. Dạ. Nó cai trị cái vùng này. À, mà nó ngu dốt, nó không học hành gì hết. À, nó chỉ biết thu tiền. Dạ. Cho nên dân khổ. Dạ. Chứ không phải là vì trời đâu. Dạ. Rồi đây ta nói, cái huyện Trần Ai này sẽ có một cơn đại hồng thủy. Hả? Là sao vậy thần? Do trên thượng nguồn nó ngăn đập. Hả? Mưa lớn nó sẽ xả nước xuống đây, cả cái huyện này sẽ không còn một bóng người. Trời ơi, như vậy là bá tánh sẽ chết hết. Chết hết sao thần? Cứu bá tánh đi thà ơi. Hoàng ơi, cứu Hoàng ơi. Bà già mà bà ham sống dữ vậy. Dạ, dạ thần. Đại hồng thủy tới, dân chết hết, vậy quan quyền có chết không thần? Cái đó cũng tùy. Hả? Vậy là có cách hả thần? Cách gì vậy thần? Nếu tin ra thì vẫn còn có cách. Có cách? Nếu các người muốn cái huyện này bình yên. Dạ. Phải làm một cái trấn yểm. Nhưng chi phí hơi cao. Yểm bằng bùa hả? Yểm bằng bùa lỗ ban. À. Nếu buồn buồn tao chơi bùa lỗ mãn. Hả? Cái gì vậy? Nhưng chi phí hơi cao à? Chi phí hơi cao. Trời ơi, ông trời ông ngó xuống mà coi nè, dân ăn không có ăn, lấy tiền đâu mà lãng phí. Rồi đây chắc là dân làng chết hết, chết tàn, chết mạt, chết khạc ra tro, chết thò ra máu, chết quá trời, chết tanh bành té bẻ, chết rụt thay thì sao hỏi ông trời. Trời ơi, con rảnh quá. Tụi mày xây đập, mày muốn cho nước hạ hạn hán, mày muốn cho dân nước hạ chết hết,
trời không dung đất không tha tụi bay đâu. Ông trời ơi, ông trời ơi, sao dân nước Hạ còn khổ quá ông trời ạ. Ông trời ơi. Bà nín đi. Dạ thưa thật, chi phí hết bao nhiêu vậy? Chi phí nếu yếm cho cái làng này, cái huyện này yên ổn, tổng cộng 600 lượng. Hả? 600 lượng? Mắc quá. 600 lượng? Phải. Cứu cái làng này. Phải. Nếu mà cứu riêng một cái biệt phủ thì là giá bao nhiêu? Biệt phủ đó của ai? Và của con. Cứu cả cái huyện này chỉ có 600 lượng. Dạ. Cái biệt phủ của ông thì đáng xa gì. Dạ. Ta lấy 6.000 lượng thôi. Vậy là 600 lượng với 6.000 lượng là nó trên lệch dữ lắm đó nha Hoàng. Trên lệch là đúng rồi. Tính từng đầu người trên dân đen. Dạ. Cả cái huyện này gom lại chưa được 600 lượng. Riêng cái biệt phủ ông này, cái dòng họ của ông ai cũng làm quan chức hương chức hội tề cường hào ác bá, tính ra đầu người 6.000 lượng còn rẻ chán nữa mà. Vậy quan tính sao quan? Dạ. 600 hay 6.000 quan? Mày cho tôi suy nghĩ. Dạ. Làm quan mà. Dạ. Mà phải lo cho dân. Dạ. 600 lượng mà cứu cái làng này. Dạ. 6.000 lượng là cứu cái biệt phủ của ta. Dạ. Được. Tao quyết định. Dạ. Sao quan? Ta cứu cái biệt phủ ta trước. Hả? Dạ trời ơi con lại quan. Quan ơi con lại quan. Lại quan, quan làm ơn quan bỏ ra 600 lượng quan cứu. Cứu cả cái xứ này đi quan ơi. Con biết quan làm quan vàng bạc của quan chất cao như núi. Quan quơ, quan quào, quan bóc, quan hốt. Dân đen tụi con đâu có dám kêu than đâu. Bây giờ bỏ ra 600 lượng đối với quan giống như con chuột cống mà rụng một sợi lông vậy. Quan làm ơn quan cứu dân đen tụi con đi thì quan mới có nguồn thu. Cứu dân xong rồi quan muốn tăng bao nhiêu thuế thì tăng, muốn vẽ ra bao nhiêu loại phí thì quan vẽ, quan muốn xây bao nhiêu trạm thu phí dân con cũng chịu, quan cướp đất của dân mà xây nghĩa trang dân cũng đồng ý. Con lại quan, quan cứu dân đi quan. Nè con mẹ già kia, bà gian sinh hay bà rủa xả quan vậy? Cả hai. Trời đó, trời đó coi. Mà quan ơi, em thấy vậy nè, quan bỏ 600 lượng quan cứu cả xứ này. Vậy đi, chứ đừng cứu riêng biệt phủ. Bây giờ trong cái huyện có nhà ấy mà quan, trâu gì hết quan ơi. Mày ngu quá. Ngu cái gì mà ngu? Nghe tao nói nè, bây giờ tao lo cứu cái biệt phủ của tao trước. Ừ. Để cho gia đình tao bình yên vô sự. Ừ. Để cho cái dân làng này Đại Hồng Thủy tàn phá, đúng cái nghĩa là trần ai khoai cụ. Ừ. Lúc đó thiên tai lũ lụt, mấy cái làng bên mới hô hào cứu trợ. À. Thiên triều đình mới rót tiền xuống. Lúc đó tao với mày tha hồ mà hố. Trời ơi! Gì vậy? Cái lũ tham quan ô lại. Trời ơi! Ông trời ơi! Ông ngó xuống mà ông coi nè ông trời ơi! À. Ê! Bà có sao không vậy? Ngạc nhiên gì? Hãy đụng chuyện là bà xỉu à. Bà xỉu từ đó dữ dữ lắm. Cầm miệng! Tao nổi điên với hai thằng này lắm rồi. Tụi bay, tụi bay hương chức hội tề là quan phụ mẫu chi dân mà nhìn dân như vậy mà tụi bay yên lòng được à? Được, ngày hôm nay tao còn thế thiên hành đạo, tao không còn ở mảnh đất này nữa. Tao nói thiệt cho tụi bay biết, tao không phải thần hoàng bổn cảnh. Coi đây. Cái gì vậy? Gì? Trời đất ơi con cóc. Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang. Ở đó cóc. Con cóc đó, em tính hát con cóc. Đồ cóc ké mày, mày giỡn mặt ha. Một lát tao lấy cây tao quýnh mày chảy máu đầu cho mày coi. Mày ngon ha. Mày mới ngon ha hả? Mày ngu vậy? Ngu gì quá? Mày không nhìn kỹ ha. Cái đó là ân gia của dương gia, chỉ có thượng thư bộ hình mới có thôi. Hả? Ông này chắc chắn là quan thượng thư. Con cóc, con. Phải. Ta là quan thượng thư bổ hình, dân lệnh của dương gia. Cầm chiếc ấn trên tay,
như thấy Dương gia tại sao không quỳ? Dạ, con xin ra mắt quan thượng thư. Đây là thượng phương bảo cốc. Hả? Hả? Tiền trảm hôn quân. Hậu. Ghê quá vậy. Hậu trảm nịnh thần. Mày nãy giờ mày đụng chạm tao nhiều lắm rồi nha. Dạ. Mày chửi tao không biết bao nhiêu lần. Dạ. Thì ở đó mày chờ tao. Dạ. Như quản tha tội giùm em, thấy con cóc em tưởng em thấy mưa chứ em đâu có biết cái gì đâu. Thấy cóc như thấy ngừ. Dạ, dạ. Cóc rồi. Biết cái gì. Cho tao chút. Bà lão à. Bà lão, tỉnh dậy đi. Tôi tới thiên đàng rồi hả? Không có. Bà vẫn còn ở làng khoai cũ. Ta nói thật cho bà biết, ta không phải pháp sư. Dạ. Ta là quan thượng thư bộ hình. Dạ, dạ quan. Bà đứng lên đi. Dạ. Có ta ở đây, không ai dám làm gì bà đâu. Dạ. À, bà lão à. Dạ. Đây có tráp vàng. Bà đem bà phân phát cho dân làng hộ ta. Dạ dạ dạ, con không dám đâu. Con đem vàng này về. Quan về trển ở đây mấy ông này ông trả thù dân đâu có chịu nổi. Bà yên tâm cứ cầm đi. Dạ được không quan? Ta đã cầm con cóc này trên tay. Ta có quyền cách chức nó mà. Dạ dạ. Đem đi đi. Quan quan, cho con hỏi. Nó tham nhũng vậy, quan xử nội bộ hay đưa hai cây củi này vô lò? Ta sẽ đưa thẳng hai cây củi này vô lò. Dạ, dạ trời ơi, con đội ơn quan, trời đã chứng rồi, có một vị quan thanh liêm như thế này là dân đỡ khổ. Dạ, con đội ơn quan. Bà đi phát cho dân làng. Dạ. Ta nha. Bà con được cứu rồi. Bà ê, cho con mẫu kia cái củi. Đứng lại. Người muốn làm gì? Dạ, lấy cái củi. Của đó chỉ là ít thôi. Muốn lấy không ta chỉ chỗ nhiều hơn cho lấy. Ở đâu ạ? À? Quan huyện. Dạ. Đưa hết số tiền vàng của người tham nhũng ra đây cho ta. Dạ. Dạ tiền nào? Không qua mắt được ta đâu. Ta đã điều tra vụ án này lâu lắm rồi. Ôm trong này nó nở lên như vậy mà nói không có hả? Đưa đây. Dạ. Đưa đây. Bằng chứng rành rành. Giỏi cho quan tri huyện. Hay cho quan tri huyện. Ông tính hay lắm. Đổi ra ngân phiếu như thế này, khi ông cần có chuyện gì, ông chỉ cần chuyển nhẹ nhàng thôi chứ gì. Ông tính như không bằng ta tính đâu. Nay ta cách chức ông. Ông phải làm một cái di bằng. Nói gì thì nói, ở chốn quan trường anh em phải thương yêu nhau. Ông lỡ một lần ta có thể cứu ông được. Nhưng ở đây ông muốn giữ lại cái biệt phủ của ông chứ gì? Dạ. Khi cách chức chắc chắn trên triều đình sẽ lấy lại cái biệt phủ đó. Hả? Ông nghe lời ta, chuyển tên cái biệt phủ đó qua cho con rể ta đứng giùm. Ủa cái này sao ngộ hả quan? Ủa chuyện là sao? Chuyện đó là chuyện của ta. À. Chuyện cho con rể ta đứng giùm. Sau này xong xuôi công chuyện, con rể ta chuyển lại cho ông. Vậy là ông vẫn còn giữ cái biệt phủ. Dạ. Còn cái số vàng này, bao nhiêu tiền này? Bao dạ, nhiêu vàng? Dạ 10.000 lượng. 10.000 lượng. Đây là bằng chứng mà ông có thể bị tru di cửu tộc. Hả? Tru di cửu tộc. Bây giờ ông làm một cái di bằng, ghi là 100 lượng cho ta. Hả? Ủa? 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 Kỳ vậy? Sao 10.000 mà sao tuột xuống cái còn 100 lượng hả quan? Ông dại quá. 10.000 lượng là tru di cửu tộc, ngắt một phần tru di tam tộc, ngắt một phần nữa tru di một gia đình, ngắt một phần nữa tử hình, ngắt một phần nữa án treo. Vậy bây giờ 100 lượng để treo hay là tru? Dạ, dạ treo đi, tru nó mỏi miệng lắm. Vậy thì ghi vô di bằng là ta thâu của ông 100 lượng.
Dạ, nghi cũng được. Nhưng mà quan cho em xin cái phần còn lại được không? Cái gì? Dạ, dạ xin. Xin cái phần còn lại? Dạ, nhỏ mà đâu có nhiêu. Chắc là nãy giờ tôi làm việc với mấy ông ở làm chùa à, chắc toàn bỏ nước miếng ra chắc. Mang con cóc này đi mệt chết rồi. Cái này 100 á là ta trình cho Dương gia, còn nhiêu á là của ta. Hả? Ủa cái gì vậy? Vậy còn cái biệt phủ, cái nhà, cái biệt phủ đó là đưa qua cho ta. Rồi nói chung là bây giờ ông không còn cái gì hết. Mấy ông nhỏ mà mấy ông còn ăn được, ta lớn hơn mắt mới ta không ăn. Trời đất ơi, trời ơi, đâu phải là thanh liêm. Trời đất quỷ thần ơi, chết mình rồi. Bước vô hồi nãy ông giảng quá trời rồi đó, ông chửi mình quá trời rồi đó, ông nói mình xúc vật. Im lặng. Bây giờ ông xúc gì đây trời ơi? Quan Nguyễn. Dạ. Cởi áo dài khăn đóng ra cho ta. Từ nay ngươi không còn làm quan nữa. Nhanh. Dạ. Đưa đây. Dạ, cởi thiệt hả quan? Cởi ra. Nhanh đi. Ủa sao? Ở ngoài cô đẹp lắm mà ở trong thấy gốm mà. Ê, vẫn nhớ về tuổi thơ đó chứ. Vẫn nhớ về cái thời cực khổ chăn dê màu cỏ non nè. Ta đi nha. Dạ. Rồi. Vậy là quan coi như không còn cái gì hết. Rồi trở lại kìa. Cởi cái quần ra luôn. Trời ơi, cái gì quan? Nhanh đi. Cái gì quan ác dữ vậy? Nhanh đi. Tru di cửu thập. Nhanh lên. Dướng tôi dài. Đưa đây. Trời ơi. Tao làm quan đã không ăn thì thôi, nếu tao ăn, tao ăn tới cái quần tao cũng ăn. Má ơi. Cái gì? Dồn quan thiệt, em muốn tự thiêu ghê. Mặt mấy mà tự thiêu mày? Ở trên thì xanh đọt chuối, ở dưới là giống như cái cầu vồng. Hầu tối hôm qua chắc quan ghé ở cái trạm nào rồi phải không quan? Hạn hán, tao đâu có giặt đồ được. Hôm qua tao ghé nhà vợ nhỏ mày. Thôi quan tính gì quan tính. Số của quan bây giờ là công cốc rồi, con cốc nó tát hết rồi. Em gì chứ em còn nè. Em về em lo lại cái phần kia, lũ lụt mà có tràn xuống em cũng có tiền để mà em cứu vớt đợi. Cái phần này mày phải chia cho tao. Chi móc chuyện chia bảy ba. Chi bảy ba gì? Mày... Ông, nè, bước lại, bước lại. Nè, mày nói cho ông biết nha. Ông còn không còn làm quan. Đó, bà con thấy không? Ăn không đồng, chia không đủ, cho nó quýnh lộn nhau vậy đó. Nhỏ ăn theo nhỏ, lớn ăn theo lớn, lớn hơn rồi ăn theo lớn hơn nữa. Ông trời ơi, liệu có ông Dương gia thiệt không? Nếu có ông Dương gia thiệt, cầu xin ông xuống đây, ông xử tụi này cho dân làng bớt khổ. Dương gia ơi là Dương gia ơi. Dương gia hả? Mày ăn được đâu. Mày kéo, mày kéo. Mày kéo. Mày ăn của tao.